Đây mà quá để anh ơi, nó còn sống á. Để anh đâu nè, rồi thấy rồi ơi. Rồi thấy rồi, đây rồi, rồi xong rồi nha. Còn con nữa. Trời ơi, nè có chỗ nào để bu không thì bao hàng luôn, giờ không còn cái gì để bu cái quần anh nữa đó. Trời ơi, nói thiệt luôn, cái quần anh giờ không còn cái gì để bu. Trời ơi cái con sóc này nó nè, bây giờ không có con nào mà già hơn con này nữa. Quá trời nè, hình như là con này là cái con đầu tiên rồi ta. Đó, con đầu tiên nè. Còn cái con kia là nó cũng chưa xuống đất mà không biết nó lên chưa à. Trời ơi, nó già. Sóc gì đâu mà sóc. Trời ơi, cái con này anh nghĩ là cái con mỗi lần anh em gặp á Toàn. Rồi đây à, cho anh em xem. Đây anh em xem cái quần nè. Đây nha, mình phải bắn sóc là phải ngụy trang cỡ này nha anh em. Đó, bắn sóc là phải ngụy trang cỡ này mới bắn được, chứ không ngụy trang là bắn được nó đâu. Đó mình phải phủ lên cái quần mình một lớp cỏ nữa nha. Phê quá anh em ơi. Ô này mệt quá, chạy hết nổi rồi, mệt quá. Quá là phê. Kìa, còn hai thanh niên đang kiểm soát nữa kìa, sung thiệt chứ. Hai thanh niên sung thiệt, mới đi núi về mà sung cỡ đó. Đó, không thèm nghĩ luôn. Đó còn gầm sóc, đó còn ngó rồi, ô sao đó. Rồi đâu? Ái chà. Ái đây. Đâu được nữa mà chạy. Đây. Một em. Có một con hả? Ui. Chắc nó đấy. Sóc đang chạy nha. Chắc nó này. Chắc nó này. Con nó to. Chắc con này hôm bữa này. Đó. Ừ. À, chạy rồi đâu. Con gái nó chào ba. Dạ chào ba. Bụng nó đỏ ao trời kìa. Chắc mình nó rất đỏ mà. Bụng cái một màu đỏ rồi nè. Nó già quá nó đỏ rồi. Biết mình dí có con nào chạy đi ở dưới đây, nó chạy đi luôn. Nếu mà nó còn nó chết. Một em cua nữa nha. Vô túi ba gang. Lọt theo nhỏ được cái nó mới đứng đó. Nó đang lên ngọn lại rồi, nó quay lại rồi. Đó Tòng ơi, thấy vậy luôn Tòng, nó đang ra ngoài rồi. Chơi đi. Trúng.
Đúng chưa? Chút nhẹ thôi. Chút nhẹ thôi hả? Ờ, quất đi. Trúng. Xong rồi đó. Hay quá anh em ơi. Hay quá Toàn ơi, hay quá Hưởng ơi. Tuyệt vời quá. Ồ ồ chà bá. Con trùng. Ồ ồ tình bành. Anh em ơi, anh em coi cái mà một đồ le. Hai cái trái pizza của nó nè. Ừ, cái này là chiều nay thằng Hưởng như 3 ly Toàn 3 ly. Không phải đùa đâu. Anh không uống được. Trời ơi. Trời ơi chú vậy? Cái này nó làm khổ chị em lắm. Anh là chỉ có cái lỗ hơi lớn thôi nè. Anh chỉ có cái lỗ hơi lớn thì anh canh được á. Nó còn to kìa. Nó to chứ. Lâu lắm rồi không vô không thấy. Còn bắn cái viên đạn lòn đây luôn hay gì nè. Ủa có gì? Chỗ rồi chỗ rồi. Cái con cung nó nè. Con cung nó bự cái ghê. Con cung này đang cung của Mỹ. Mấy cái thế này là mình đừng có hào hào. Mình cứ điềm điềm. Quá nó già, con này nó già quá. Ừ. Ừ. Đây cái đâu? Quá rồi, quá đã rồi. Chuối ba gan. Mấy con ta? 7 con nè. Dạ. Con này số 7 nè. Quá quá đã rồi. Rồi tiếp tục let's go anh em ơi. Quá. Cái hả? Vậy là còn con được đó. Ồ Hưởng mới hạ em sắp anh em. À quá anh em ơi, một viên. Một viên một. Đây. Đây nha. Một em. Con qua cây dưới cửa hết à. Đây, nằm ở đây. Rồi mình tiếp tục mình tìm con nữa nha anh em. Anh em đây nha, anh em mình con sóc. Bắn con sóc cây bắt đầu nó lên cây giờ con sóc theo thứ hai dí theo nè. Đó. Đây là sóc xanh. Đây là trèo cây bắt sóc nha anh em. Đó. Nè đây. Chắc nó vô không? Chắc chắn mà. Để chứ nha. Rồi. Anh thấy chui vô mà. Anh thấy vô mà. Ờ, chui vô đó mà. Kiều sốc rớt luôn. Anh em thấy video nào mà hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Xem Huyện Hưởng móc con sóc xuống cho anh em xem nha. Đó. Quay sóc bay. Đây anh em ơi. Mình bắn cái con sóc mà nó chết luôn trong ổ trắng. Nè Hưởng lên móc nó ra. Ồ. Thả cho cái đít xuống nha được. Thả xuống đi. Mà chân nằm vô đặt. Cái hả? Cái. Không có hồn anh à. Thì chứ nếu mà không Hưởng mà không treo lên là coi như là con này mất. Mất. Con này là xong luôn. 3-4 ngày sau là nó rớt xuống. Đây là cao thủ treo cây nha anh em. Rồi em cứ yên tâm đi. Bé nào rớt đít vô. Rồi được rồi, bác. Rồi ok. Rồi vô. Rồi cây nhọn không ạ, cây nhọn. Wow. Anh em ơi chắc giả nè mày. Anh em mình bắn bấy nhầy luôn rồi. Bấy nhầy chắc, quá trời chắc có dính viên vô đầu nó mới chết nè. Viên vô đầu nữa. Đúng rồi. Chứ không viên vô đầu thì nó cũng chết đâu. Rồi dạ. Không mà chắc nó trúng viên vô đầu đầu tiên. Rồi nó chết thì mình mới bắn bấy luôn. Anh bắn vô chân nó nè. Anh bắn vô chân nó viên đầu. Viên đầu là đang chạy được. Cái viên mà vô đầu tiên vô trong cái đầu nó là nó chết rồi mình mới. Rồi bắn riết riết nó chết luôn. Nè. Đây chú, một con. Ủa trời. Trời mà nó cao ghê chứ. Ờ nhìn đây nó thấp nó ghê hơn chứ. Hơn 18 mét. Hơn 18 mét. Dưới đây ta đang tính gần 30. Ừ nó. Rồi, tiếp tục let's go nha. Mét. Tại vì cái cây này em này với cái cây này không lên khúc đó là lên là 8 mét rồi. Ôi. 8 mét mà đây lên đó nó lúc đó mới có 8 mét thì đây có 16 20 hai mấy mét. Đó khoảng 24 mét. À, khủng khiếp. Quá trời luôn. Rồi, tiếp tục let's go nha. Hưởng mới hạ được một em cu nữa nha. Má trèo cây vậy mà cũng hạ được em cu. Xịt lên, xịt lên, lên trên. Ồ, bên đi lên trước này, trước mặt kìa. Đó, lên đó, ừ, đó. Nằm bên tay trái á, ừ. Ừ, đó, khu đó. Thì con nó ngay đầu nhưng mà nó nằm bên kia là bên đất cày á. Ở bên đất cày á. Đó. À,
ngay cái hồ diều bá. Mấy khu đây mập lắm. Bá luôn. Ngay cái hồ diều vô cục trời bá. Đây anh em. Hưởng mới hạ thêm cu nữa. Thì mới trồng cây xong. Mới trồng cây chắc ai cũng rung rung. Ừ, rung rung. Nếu mà anh em mà thấy hay thì cho xin mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Để ủng hộ anh em mình hưởng. Mình có động lực làm nhiều cái video hay cho anh em xem nữa. Ôi giời. Anh em xem cái túi ba gang giờ nặng quá năng nè. Ui trời ơi. Quá trời rồi anh em ơi. Quá khủng rồi anh em ơi. Đó, xăng phải như là thợ xăng Bình Dương nè. Toàn. Cái gì nữa hả? Đang toàn không hả? Không bắt thanh nữa. Ủa, không thay đâu, bắt thanh đâu. Con gì? Con hổng tu tức quá. Con gì? Đâu, đây toàn mới hạ em không? Em cu nó mình chạy ra. Mình quay cho anh em xem. Đâu? Con gì vậy? Con này là hơi bị ngô á. Lên đây là để toàn ăn con này. Con này là con gì? Con gì? Chim trẻ đá nè. Chim trẻ đá nè. Đây. Hay là cái con bánh anh. Đây nha anh em. Con sẽ đá. Con này mập lắm. Con này là để tí nó toàn nó về nó ăn nha anh em. Không ai giành nha. Đó. Không ai được giành cái con này nha. Rồi ok. Tiếp tục. Let's go. Tôi đi để toàn lụm. Rồi rớt rồi. Mày ở đó đâu? Bên trong luôn, bên trong mình, bên trong. Bên trong. Đó, cái đó đó. Đó nghe nước cái đó đó. Nước cắm đầu đó luôn mà. Ừ, cái đó. Không có rớt ở ngay cái cắm đầu ngay đó. Đó làm thấy ngay đây nè. Rớt đâu đây nè. Nó trúng ngay cái cánh vô luôn. Ngay cái cánh dài á. Nó bay tới rớt tự do mà. Ủa, rớt rồi, con này rớt rồi. Rớt mà. Tự nổ một cái hết hồn luôn mà. Rõ ràng nó bay cái nó cái sực cái nó rớt xuống. Coi cái hướng tự gió rồi. Tự gió. Đi đâu rớt rồi còn xu gió gì nữa. Rõ ràng thấy nó bay. Nó rớt xong. Ui, mập trồng quá luôn anh em. Ngay đây vô đúng không? Nè. Ngoài thấy rớt rõ ràng. Đó. Trời ơi nha. Anh em ơi. Mới làm một con cua ngói nha. Chụp hình nha anh em. Quá đã anh em cái ơi. Cái tay nó còn rung rung. Phải không? Ghê quá thiệt hôm nay. Quá dữ rồi. Quá dữ. Ô. Anh nói là phải công nhận là khó thấy luôn á. Nó nằm nó đỏ. Ờ, nhìn thấy cái đầu thôi, nhìn thấy cái đầu nó xám mới biết được nó. Hôm qua làm ăn thất bại quá mà hôm nay thì phải lấy lại chứ. Rõ ràng nó thấy nó lủi đó mà. Cái đầu cái con này giống cái đầu con hồi nãy à. À bởi vì hồi nãy anh nhìn thấy anh nhìn thấy cái đầu nó xám xám anh mới nói thấy mới giống chứ. Con kia cũng con ngói. Ghê thiệt chứ. Quá đã anh em ơi. Bình Dương mình sang được cua. Bình Dương mình sang cua ngói là khó hiếm lắm anh em. Ở mình đây nó nhạt hơn ở miền Tây. Miền Tây nó đỏ. Miền Tây là nó đỏ. Quá wow, quê. Chứ mình chưa được kiếm mình cũng gói kiếm đâu ra. Tớ số rồi. Bởi vậy thì tớ số rồi. Rồi. Chưa chắc là anh này cái đã thấy. Trời ơi, nó bởi vậy chú gì. Bây giờ muốn bắt nó. Để qua đây nè. Giờ muốn bắt nó cũng cực đó đó. Từ từ nha. Đó đó, thấy dở dò đâu chỗ đó đó. Ừ. Lại không à anh em ơi. Đây. Trời ơi. Ơi. Cái cu này mình bắn trúng 3 viên nha anh em. 3 viên luôn. Trời ơi, châu đạn. 3 viên. Trời ơi. Trong. Em nghĩ con cu vậy mà nó còn sống nè. Nè cho em coi nè. Nè. Con cu vậy mà nó còn sống nè. Ừ. Nó còn cái gì nữa, cái ức nữa. Banh cái ức cái trơn luôn. Mà vậy nó còn sống. Lúc đâu hay hả?
luôn. Chỉ có hưởng mới tìm gặp thôi. Này con, đây này con cua về mà còn sống nè. Anh không hiểu tại sao nó còn sống được nữa. Nó nằm trong cái đất ở ngoài này nè. Vô kiếm độc. Rồi, tiếp tục let go em ơi. Nhảy. Bao nhiêu lần rồi? Tụi me mày rồi mà ở đó mà. Vô. Nè. Hả? Mày hả? Nên nó cho mày nhảy. Nhảy đi mày. Phóng rất là mất ở đây mà. Đúng. Nó tính ra nó. Nó tính nó phóng rửa đó. Nãy nó phóng đó. Em lù quá trời gấp nó mới chạy lên trên lại. Nó tính nó chạy nữa đó. Mày hả mày? Hôm nay cho mày chạy. Chạy cho mày. Quá dữ. Còn này thì không có thoát được tay thợ săn Bình Dương anh em ạ. Toàn dứt cho cá ngay lưng, ngay bụng. Mất thở. Cái bực quá. Chưa lủng. Chưa lủng. Chưa lủng. Chưa lủng mà gãy chưa. Gãy chưa. Vô tùm lum. Đây là trúng cái mất thở. Mất thở. Đứt cái dây thở hả? Đứt cái dây thở. Cái dây thở trên đây nè. Chưa lủng rồi. Gãy mà 2-3 cây ba sườn. Thì chứ. Cái này bác sĩ chạy rồi. Con này biết bao nhiêu lần rồi ha. Ừ. Ở đây hai con mà, còn con nữa. Còn con nữa. Còn con nữa. Ở thấy rồi, anh thấy rồi. Quan trọng là được. Bỏ được chứ. Quan trọng chứ là cái đầu nữa không chứ. Chết. Chết mà. Thành công. Leo hả? Này, cái này mày cố ý mày chịu chết nè. Nè nè nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì phải ớn ở đâu không màu lên. Quá ghê quá. Đó. Trời ơi, giật mình cũng té nữa. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Cái đầu. Quá đau. Trời ơi. Được chậu ba. Ngay cái hộp mít của ông quá trời quá đất luôn. Cái thằng đính dữ trời. Ừ, nó thấy vậy. Bắt cái rạc chạy nó gì mà nó phóng qua đây nó đính một đợt này hay thật. Ngay ẩm ba. Cái hộp mít này. Trời. Trời ơi trời. Bự ghê chứ. Né nữa. Cầm giá. Giàu dạ. Có chữ quá dữ. Chục 11. Anh thần nha. Ừ. Nhưng mà anh nào tú cái anh chị mà có mắt tính nhìn thấy. Đi qua qua lại thấy anh trên buông trên cây á, ngọn á. Ừ. Quá dữ. Mà ở chỗ đó nó cũng khá là mịt. Ủa trà. Trời ơi trà. Ủa trà. Cái này vô mỏ. Bởi vậy thì nó lại gặp thợ săn Bình Dương đó. Không xong nữa rồi. Nãy giờ con này còn nuôi được nha. Nuôi được á. Sượt cái mắt. Sượt mí mắt. Ừ, con này. Về nuôi được. Rồi, đây anh em. Tiếp tục let go. Một em cu nữa.
giờ thì mình về nhiều quá rồi anh em ơi, nhiều quá về làm cái không ngon không nổi luôn á. Giờ mình đi về, về xong rồi sẽ quay thành quả cho anh em xem nha. Bắn rớt cái con biển biệt kêu quá lấy thành công mà biển biệt rớt chim trong hồ rào. Cô lấy được không? Biển biệt hả? Con nó đang nóng có 2-3 mét mà kiếm hồ rào nó không có con đâu. Ủa cái con nó nằm cái dây điện ở ngoài mà. Chết rồi, chết rồi. Nè, lấy móc nè. Kìa. Chết rồi. Cái dây điện thì bắn hộp mà nó đậu ở trong để móc 20 ngàn. Mình cầm câu là lắng cô gây đó ngay cái cây mít bắn sóc mình đấy. Ừ, cũng gần đấy à. Đi chạy này đấy anh em, mình chạy đánh bắn hồi lại đấy luôn. Bò xuống phải nằm xuống. Tính làm skill 3 hả? Tính làm skill 3 hả? 3 được, cái được 2. Ờ. Con nó nằm trong lưng. Anh em ơi. Anh em ơi. 3 con mà được 2 con. Quá tải rồi. Hôm nay thằng nào bắn nhiều thằng nó làm nha. Thằng nào bắn nhiều thằng nó làm á. Gì nữa? Con nữa. Nữa hả? Chưa chịu về nữa. Ôi mày tới số. Mày tới số. Rồi. Đi rồi. Bậy lông đừng có chạy ra đi đâu. Rồi bây giờ mình về tới nhà và bây giờ mình quay cái thành quả cho anh em xem. Đây là cái con trên cái đoạn đường về tới nhà mà hai anh em bắn cỡ này nè, một giỏ luôn, thấy không? Ở trên đường về nhà bắn một giỏ luôn, chưa tính được cái giỏ này nha, chưa tính cái túi ba gang này đâu. Cho anh em xem đây, 5 kg nha anh em, 5 kg đúng. Đây thành quả quá hớp. Rồi. Rồi, video tới đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Để anh em mình có động lực làm tiếp cái video khác cho anh em xem nha. Cù quá trời cù. Đây, đây nè, sắp rồi. Ồ, quá hấp. Rồi, chào anh em. Rồi.